khi chúng ta khóa hậu khẩu này, mà bây giờ chúng ta bấm thì bây giờ còn lại có mỗi món hóa chúng ta để làm gì đây? Ví dụ vậy, thấy ai được? Đó, rồi cũng có người á thì lấy hai cái hộp đậu trắng á, thì nó to to nè, để vào hai cái này xong lấy cái cọng thun to to đó đè vào, thì cũng là khóa vậy, phải không? Cách nào thì cũng được, đấy là người ta gọi là cái khóa, cái khó thì nó ló cái khôn, mà cái khôn, cái khó thì nó có cái khôn, à, nó làm cho chúng ta bị bế tắc, nhưng mà từ cái đó chúng ta sẽ có thể nói rằng à, tôi nhận được rất nhiều sáng kiến của anh chị em gửi đến cho tôi. Có người thì làm cái sâu chuỗi, hai cục tròn tròn này nè, để hai bên, à, rồi thêm cái cục nữa vào đây nữa là khóa cả nhân tâm nữa. À, làm sao tôi có thể tôi đem cho anh chị em. Rồi bên nhóm của thầy Dư Quân Châu thì dùng cái cặp, hai bên là có cái cặp sắt, còn một cái cặp đây nữa. À, bóp cái này đấy, mở ra giống như cái lò xo vậy đó, bóp mở cái này ra thì kẹt cùng một lúc. Nhưng xin thưa với anh chị em, tôi không khuyến khích, lý do tại sao tôi khuyến khích anh chị em dùng cái tay của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta để vào đây một cái tay dây ấy, một lát sau máu nó dẫy lên, tay chúng ta biết được cái độ mạnh, độ yếu của bệnh nhân cần kích thích. Chẳng hạn bây giờ anh chị em sau khi anh chị em khai thông xong, hay là anh chị em khai thông kinh khí xong, anh chị em khóa ở khẩu này mà thấy chỗ gì ở chỗ này động dữ lắm thì có nghĩa là gì? Chúng ta phải nhẹ tay lại, phải chậm chậm lại, không bấm mạnh cho bệnh nhân được, bấm mạnh bệnh nhân sẽ xỉu, thấy không? Chứ còn bây giờ anh chị em để hai cái cục đậu vô đây rồi cục chặt nó lại thì cũng được, nhưng mà anh chị em sẽ không biết được là bệnh nhân lại cần nhiều hay ít kinh khí vào, đúng không? Đó, cái đó là mỗi người nó sẽ có cái sáng kiến thêm, tôi gợi ý cho anh chị em vậy. Thế thì bây giờ anh chị em sẽ thấy như thế này, mục đích của cái khóa hộ khẩu để làm gì? Để nó dẫn kinh khí đi vào cái đường kinh nó mạnh hơn mà thôi, phải không? Đó, thế thì chúng ta cũng có nhiều cách. Anh chị em thấy được nào, đây là nơi để đẩy kinh khí, nhưng cái nơi phát xuất của kinh khí theo như đông y đó, thì người ta nói như thế này: sở xuất duy tỉnh, tỉnh huyệt là cái nơi để phát xuất kinh khí. Đó, chúng ta thấy thiếu thương rồi chúng ta có thương dương vân vân. Thiếu thương là tỉnh nguyệt của đường kinh phế, thương dương là tỉnh nguyệt của đường kinh đại trực. Thì nếu chúng ta kích thích vào các tỉnh nguyệt thì sẽ làm cho kinh khí của đường kinh đó được khai thông. Thì chúng ta thấy như thế này, đường kinh phế của bạn lịch đó, đường 411, nó xuất phát từ đâu anh chị em? Lần trước tôi có nói chị em bảo nó xuất phát từ đâu? Phải không? Không giống như bên trong cứu là đi bên cạnh, đường của bạn lịch là ngay giữa cái không ngót, cho nên có cái trường hợp khóa ngót. Anh chị em thấy trường hợp của bạn lịch là khóa ngót, khóa ở gốc móng là gì? Chật cái đường kinh khí này nè. Thế thì bây giờ thay vì chúng ta đẩy kinh khí này lên, chúng ta đè chặt vào đây, chúng ta dây, thì có phải là chúng ta làm cho đường kinh đó nó được mở ra? Sở xuất viên tỉnh là đường kinh đó nó sẽ được mở ra và nó đi thông. Thế thì sau khi anh chị em khai thông này rồi, nha, bây giờ muốn cho nó vào đường kinh phế cái gì? Đè chặt nó vào đây cho tôi, mà dây. Thì có phải là đây là đường kinh tương ứng với đường kinh phế, mà bây giờ chúng ta mở cái cửa, từ bắt đầu mở cửa ra thì gió nó sẽ phải luôn hơn nha chứ. Thì em thấy không? Đấy, như vậy anh chị em đừng quan tâm cái chuyện đó. Chúng ta có thể nhiều cách để nghĩ người ra, có nghĩa là anh chị em có vẻ về chúng ta có thể tự mình làm được, không lo. Cách đó là làm cách nào đó để anh chị em dễ nhớ thì anh chị em nhớ. Thì tôi tình cờ tôi xem một cái video hàng nữa mà, thì tôi thấy cái anh Đặng Hoài Linh đó, anh ấy kể câu chuyện là anh ấy đi qua Mỹ, anh đóng giả lái đi qua Mỹ mà, thì ông chồng mới nói là bây giờ trước khi em đi qua Mỹ thì em phải học tiếng Mỹ, tiếng Anh thì chưa. Thế thì anh học một cách như thế này, tôi nghĩ cũng là một cái phi tư hay. Anh bảo thì tại anh ấy làm nhà bếp mà, thì anh làm nhà bếp, thì anh ta lấy cái mâm ra, anh ta để, anh ta bảo mâm đây,
thì có nghĩa là ngày thứ hai anh ta cầm cái lọ tiêu lên, nó rất khác tiêu đây, tiêu đây là ngày thứ ba quét đây thì anh ta phải cầm chai ớt ớt đây rồi anh ta lấy cái mông thớt và thớt đây là ngày thứ năm, nó nghĩa là cái sáng kiến của mỗi người có thể sẽ làm cách nào đó để cho mình dễ nhớ dễ học được, tôi nghĩ là như vậy ha. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ chính thức đi vào, sau khi chị em đã đi qua hết tất cả những nguyên tắc này kia để chủ trì từng cái tinh hoa vân vân, hôm nay chúng ta sẽ đi tới từng huyệt một nha. Cái hệ thống huyệt này, từng huyệt thì tôi sẽ chia ra thành từng vùng từng vùng để cho anh chị em dễ nhớ. Nhưng trước hết tôi cũng lưu ý anh chị em như thế này, bên châm cứu sau mấy ngàn năm nghiên cứu, người ta đã có được cái hệ thống của huyệt, khá nhiều huyệt, mấy trăm huyệt của đục tích, 12 đường kinh rồi các huyệt vân vân. Thì chúng ta thấy như thế này, cái cách đặt tên huyệt là tên chữ tỉnh, tỉnh là con người mất sáng. Cái huyệt này khi chúng ta châm vào hay chúng ta bấm vào nó làm cho sáng con mắt lên, thì người ta đặt tên đó là huyệt tỉnh mình. Cái huyệt quang minh, quang là lóe sáng lên, khi chúng ta bấm vào huyệt quang minh này, cái mắt của chúng ta nó giống như là cái đèn pha đấy. Chúng ta thấy nó có hai cách như thế này, ví dụ đây là cái đèn pha của cái xe, anh chị em thấy khi mà mình đi mà mình muốn người khác nhường những chân cho mình thì chớp chớp thì cái đèn nó lóe lóe lóe, phải không, sáng như vậy để làm gì, để nó báo cho người khác biết là cái này nó đang cái ánh sáng đang tỏa ra. Thì khi chúng ta dây vào cái điểm quang minh này thì cái mắt chúng ta nó cũng giống như vậy đấy. Con người thì khai với tôi là nó như này, nó lóe lên nó sáng lóe lên. Con người thì nó khai với tôi là nó giống như là cái lạc tàn nước. Anh chị em đi xe hơi, anh chị em thấy đi đường trường chẳng hạn, mà mưa to quá thì người ta phải bật cái nút cái lạc trên này, nó lạc cái này hết. Thì cái nước nó đang che ở cái màn kính này nè, nhìn không thấy bởi vì nước che. Cái lạc tàn nó lạc qua đấy, cái là mình thấy sáng. Rồi mưa lại xuống, nó lại lạc qua đây nữa, thì lúc nó cứ lạc tới lạc luôn, thì người tài xế mới nhìn thấy được sáng. Thì cái huyệt nó cũng giống như vậy. Có những người nói khi mình tôi đánh vào cái huyệt đó thì mắt họ có cảm giác như là cái lạc tàn nước lạc vào thì nó xóe lên sáng, thì người ta đặt tên nó là quang minh. Cái quang có nghĩa là xóe ra. Rồi cái huyệt ngạch trung, ngạch là cái trán, trung là giữa. Như vậy khi anh chị em chỉ cần nói đến cái tên là chúng ta biết ngay cái vị trí của huyệt nó nằm ở giữa trán. Ví dụ vậy, đó là ngạch trung. Tự tí là gì? Tự là nâng lên, tí là cánh tay đó. Huyệt ở đây, khi chúng ta bấm ở đây nó có tác dụng nó nâng cái tay lên, thì đặt tên đó là cử tí. Chị em thấy trong hệ thống của châm cứu người ta đặt tên huyệt rất hay. Huyệt Tam Môn Giao là nơi hội của ba đường thiên âm. Đó, nó rõ lắm, mỗi huyệt nó đều có một cái tên của nó rõ ràng. Nhưng về phương pháp của bản lịch thì phải nói rằng tại hồi xưa thì chúng ta đừng quên rằng Bà Lịch là một người bình thường, giữa bao người bình thường. Thì cái vốn liếng học về cái ngôn ngữ của bà, về Hán văn như thế nào thì chúng tôi không biết nha. Nhưng mà anh chị em sẽ thấy có những tên rõ ràng đây là tên của tiếng Hán. Ví dụ như chúng ta có cái huyệt, ví dụ chẳng hạn tên của nó là Trung Nhĩ. Trung là giữa, Nhĩ là đan, chẳng hạn. Thì rõ ràng là tên tiếng Hán, nhưng mà Khô Ngu này thì không biết là tên là âm tiếng Hán hay là âm gì mình không biết. Huyệt tinh nghèo chẳng hạn, hay là huyệt khô khốc vân vân, cái đó là anh chị em có học, có đọc hết ra hết trong từ tiếng Hán ra chẹt không? Tôi mở hết cả các cái từ điển bốn góc và từ Hải nữa rồi, tôi cũng không tìm ra những cái chữ ở tây tiếng Hán gọi là lịch đặt để mình. Ví dụ chúng ta thấy tây tiếng Hán nó rõ ràng lắm, chẹt không biết là chẹt mở bốn góc chẳng hạn, tra bốn góc thế nào tìm được cái tên của tiếng Hán. Những cái tên như thế này là
là nó không ra tiếng, mà nó không ra tiếng Việt, không ra tiếng hết đó. Đây đây là cái khó ở chỗ đó. Nhưng xin thưa anh chị em, tôi vẫn tôn trọng, tôn trọng đây là sáng kiến của bài lịch, bài đặt tên như vậy thì tôi vẫn giữ y nguyên nha. Thì có điều tôi muốn bổ sung bằng một cái những cái ngôn ngữ để cho anh chị hiểu được rõ hơn về các cái việc đó các bạn thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần về vùng đầu. Trên vùng đầu chúng ta có 8 huyệt tất cả. Tôi cố gắng phân chia nó ra như vậy và nó xếp nó vào như vậy để cho anh chị em dễ học thôi, thành hệ thống. Thì chúng ta có một cao thống cô thế, cô ngu, mạnh án, mạnh nhĩ, trung nhĩ, cung hương và sạc lâm. Đó là 8 huyệt này. Rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng huyệt một. Huyệt thứ nhất và mình đặt tên là cao thống. Ở đây có anh nào có cái đầu tương đối là nó ít tăng mời đây ít tăng có nghĩa là để cho người ta có thể nhìn nữa, ai bói đầu hay là gì đó thì càng tốt để có thể chúng ta dễ dàng nhìn cái việc này. Ở giữa em thì giải tỏa ở ngoài tốt được không thầy? Sao? Ở giữa em thì giải tỏa được. Đấy, nhưng mà có thể là nhìn không rõ vì còn tóc che, vì còn tóc che cho nên nhìn không rõ. Dạ. Tôi mời một cái người ít tắc nhất đây, đây là mẫu cho chúng ta. Rồi bây giờ anh đứng lên có thể đây cho mọi người nhìn thấy. Bây giờ anh chị em thấy chữ cao có nghĩa là nó ở phía bên trên đúng không? Thống có nghĩa là nó thống trị cái phần cao nhất. Thế thì chúng ta thấy thế này, bây giờ giả sử đây một bệnh nhân cúi đầu xuống thì anh chị em sẽ thấy đây là nơi cao nhất đúng không? Cao nhất. Đó, đặt tên đây là nơi cao nhất. Vì thế đây sẽ là cao thống. Nó khác với cái huyệt bá hội. Cái huyệt bá hội chúng ta là chúng ta lấy từ hai cái đỉnh của bàn tay này kéo lên và chạm cái đường từ ấn đường đi lên. Thì đó là huyệt bá hội. Còn cái huyệt này chị em thấy đây, bây giờ đây tôi để tay của huyệt bá hội cúi hạt đầu xuống cho mọi người thấy đây thì cao nhất nó lại là đây thôi, chứ không phải là huyệt bá hội. À, cao cao nhất, cúi cái đầu xuống thì như cứ nhìn cái chỗ nào mà cao nhất thì đó là huyệt cao thống. Huyệt cao thống này ở ngay đằng sau huyệt bá hội một thôi. Rồi cảm ơn anh Bình Thuận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem giả sử đây là huyệt bá hội thì chúng ta lấy cái chuẩn là bá hội, tại vì nhiều anh chị em học trong cứu này rồi cũng biết cái huyệt bá hội rồi. Cái huyệt bá hội này là chuẩn. Từ cái huyệt bá hội này chúng ta đo ra đằng sau này một thốn, đo ra trước một thốn, đây một thốn, hai bên ngang một thốn hết, thì bốn huyệt này, đây bốn huyệt này người ta gọi là tứ thần thông. Tứ thần thông có bốn huyệt. Thứ nhất là tiền bá hội, thứ hai là hậu bá hội, thứ ba là tả bá hội, thứ bốn là hữu bá hội. Đấy, chúng ta sẽ xem tiền là gì, là đằng trước. Đây chúng ta lấy bá hội làm chuẩn, đi về phía trước một thốn, cái này coi như cứ mỗi cái là một ngang ngón tay cái đó nha, là một khoát đó. Rồi trước bá hội đây là tiền, đằng sau bá hội một thốn, đây là hậu. Vậy huyệt cao thống chính là huyệt gì? Hậu bá hội, vì nó nằm sau huyệt bá hội nha. Và bốn huyệt này kết nối lại với nhau thành tứ thần thông. Tại sao người ta đặt tên là tứ thần thông? Tứ là bốn, thần là gì? Là cái gì? Cái bên trên của chúng ta gọi là thần, nha. Cao hơn trên ta là thần. Thông là gì? Là lưu thông, là nối kết được với nhau. Tại sao người ta đặt cái này là tứ thần thông? Bởi vì bốn huyệt này có tác dụng để làm cho chúng ta có thể kết nối được với lại trời, với vũ trụ.
Nếu anh chị em nào có quen với những người học môn thiền vô vi, thì anh chị em sẽ để ý cái chuyện này. Giả sử chúng ta quen họ, mà nếu giả sử họ nói chuyện đó, chúng ta cứ thử để tay họ, chúng ta sẽ thấy cái vùng của họ đó, cái vùng đó nó có những vết nứt, hoặc là nó lõm xuống nó có vết nứt. Đây chính là nơi họ xuất hồn ra. Ở đường ngõ Duy Nguy, bây giờ là đường Bùi Văn Kiệm gì đó bác, tôi không nhớ rõ. Bây giờ ở chỗ Phú Nhuận đó, hồi xưa cái đường ngõ Duy Nguy đó, nối ở Hai Bà Trưng xong ngõ Duy Nguy, nó có một cái hộ quán gọi là hộ quán Thông Thiên Học. Mỗi ban đêm những cái người hội viên của cái hội quán đó sẽ tới cái hội quán đó ngồi, họ ngồi xếp bằng ngồi thiền, xuất hồn đi gặp các thần thánh nào đó trên. Điều này có nhá. Như vậy thì huyền tử thần thông người xưa đưa ra không phải là chuyện địa đặt hay là vang được đâu, là có thật. Và vì thế người ta mới đặt tên cái huyệt này gọi là ngũ hội huyệt. Tiền bá hội, hậu bá hội, tả bá hội, hướng bá hội. Tả có nghĩa là phía bên tay trái, hướng là phía bên tay phải. Bốn huyệt này cộng với huyệt bá hội nữa gọi là mai hoa ngũ hội huyệt. Giống như cái con này, mai hoa ngũ hội huyệt là cái nơi để cho con người ta có thể tiếp nhận năng lượng vũ trụ từ bên ngoài vào, hoặc là từ đây đi ra. Và cao hơn thống chính là mây, một trong số những cái đó mà thôi. Nào, thế thì nội tiết cái tên của nó nói lên cái gì anh chị em? Nó nói lên là có một cái tác dụng hay nhất ở đây là khát khiếu tỉnh thần. Khai thiếu tỉnh thần đó, cái tác dụng đầu tiên anh chị em cần biết đến việc tam thống. Anh chị em thấy cúi xuống là cái điểm cao nhất, chứ không phải đây, cái ba hội nằm đây, đây cao nhất rõ đấy. Tôi làm thành lên rất rõ cho anh chị em nhìn thấy cái điểm đó. Đó, anh chị em thấy người ta sợ người đó rõ chưa? Bây giờ cái tác dụng của nó là gì? Tác dụng đầu tiên chúng ta phải tới đây là khai thiếu tỉnh thần. Cái thiếu là gì? Khi con người của ta đó, cái thiếu là cái nơi biểu hiện khí lực của cái tạng. Cho nên chúng ta có gì? Tai là khiếu của thần, mắt là khiếu của can, mũi là khiếu của phế, lưỡi là khiếu của tâm, môi miệng là khiếu của tỳ. Như vậy cái khiếu đây là gì? Là cái nền tảng của cái tạng phủ thông lên với nó. Nào, thế thì anh chị em sẽ thấy thế này, sau này anh chị em sẽ gặp nhiều lắm các em bé bị bạo não, các em bé bị thiểu năng tuần hoàn não, hoặc là người ta gọi là chậm não, não chậm phát triển. Điều đó có nghĩa là gì? Vì một lý do nào đó khi sinh ra đó, em bé đó bị, chẳng hạn như có những em bé nó sinh ra vì nó nằm ở trong bụng mẹ lâu quá ngột, nó không đủ không khí, hoặc là một số người khác vì lý do nào đó mà nó bị ngột. Tôi đang chữa một em bé phải nói là rất thương tâm. Khi mẹ em bé sinh ra, em bé rất tốt, đi kiểm tra này kia, nhà tương đối khá giả là giàu, sinh ra được một cậu con trai quý tử, bởi vì là lâu lắm rồi không có con, hai vợ chồng cầu khẩn mãi thì mới được người con. Và cho nên khi mà người vợ mang bầu thì người ta gọi là đây là của trời cho, hai vợ chồng chăm sóc kinh lắm, thường xuyên đi siêu âm rồi đi các bác sĩ về để phục vụ sản phẩm. Các bác sĩ để kết luận em bé rất tốt, và quả thật khi sinh ra em bé rất tốt, đẹp trai. Nhưng một sơ sẩy thôi, người mẹ nói với tôi như thế này: khi con đang nằm ngủ thì em bé ở bên cạnh, thì cô y tá cô cuốn khăn, cuốn
thân cha mẹ thì con thấy là hình như cô cuốn nó hơi lỏng, bởi vì khi em bé nó vùng lên một cái như thế này con thấy bắt đầu nó nới ra, cái khăn nó nới ra, thì con đã tính nghĩ trong đầu là con nói cô y tá cô cuốn chặt cho cháu, con chưa kịp nói tại đến sinh xong con cũng đang còn mệt quá, con mới hơi thiếp đi một tí xíu thôi, đến lúc con thức mình dậy thì con thấy cái khăn đó, em bé nó vùng lên một cái khăn nó trùm lên thế này, trùm vào cái mũi em bé luôn, thì con thấy bắt đầu nó đã có mặt lên rồi, con mới vội kêu y tá, thì cứ dậy y tá không có đâu, con nhờ người đi kêu, thì cô y tá đi tới nơi thì mặt em bé nó tím lên, thì các bác sĩ làm đủ mọi thứ hô hấp hết rồi cho đi lọ đèn là kia hết, thì em bé tỉnh. Nhưng từ đó trở đi em bé không biết gì. Các bác sĩ kết luận là thiếu oxy não cho nên não em bé chết. Đó, rất cũng nhiều. Em bé không hề biết gì hết. Cho nên khi mà đi tới tôi thì em bé không biết gì hết. Nhưng bây giờ sau khi chúng ta bấm cái cách này, khai khiếu tỉnh thần. Thì bây giờ mẹ em bé nói như thế này, bây giờ con thử gọi tên nó, thì lập tức nó quay lại để nhìn con. Nó chưa nói gì, nó chưa được nói rõ lắm, nhưng mà bây giờ hồi xưa thì thảo gọi nó biết gì hết, thậm chí đưa tay tới gần nó, mắt nó không chẳng biết gì hết. Bây giờ bắt đầu nó nghe, hoặc là ba nó đi làm về mà không biết được sao nghe được cái tiếng xe của ba. Khi ba nó vừa đậu xe bên ngoài nó ở trong này là bắt đầu nó có vẻ nó mừng ra với nên chị em thấy. Mà trước đó là tại sao thần trí của nó bị che lấp hết, không biết. Cho nên cái huyệt tam thông này và bốn cái huyệt tứ thần thông này rất hay ở trong cái trường hợp chưa có cho những người ta gọi là cần phải khai khiếu tỉnh thần. Những em bé bị bại não, những người lớn vì lý do nào đó bị hôn mê rồi sau đó tỉnh lại cái não nó không có làm việc, hoặc là do chấn thương vào đầu làm cho cái não nó không hoạt động trở lại vân vân. Thì cái huyệt này nè, nếu chúng ta biết kết hợp thêm, còn bà Linh thì chỉ nói đến cái huyệt này thôi, nhưng bây giờ tôi đề nghị anh chị em kết hợp luôn nữa, nó trở thành cái tứ thần thông, hoặc là nó sẽ trở thành mai hoa ngũ hổ huyệt, thì nó kích thích hết cả cái não, cái thần trí của con người đó. Vì anh chị em thấy người ta mở đây mà người ta thông được với trời đó mà, ta còn có thể xuất hồn ra được đó mà, thì giống như vậy đó. Thì không biết là anh chị em có ai trong lớp này đã học được cái phương pháp để xuất hồn, hơi nguy hiểm đấy chị em. Tại vì khi người ta đang ngồi xuất hồn như thế này mà người ta phải tới một cái chỗ riêng, ta nhận không được ai động tĩnh gì hết á. Chứ còn nếu mà người ta đang xuất hồn nhưng mà trả lời anh chị em tới là thấy người ta vậy, anh chị em tới lai là người ta chết luôn, còn bị luôn, nó chết luôn đó, không phải nó không trở về được nữa chẳng hạn á. Mình lay người ta chân, người ta mở mắt, người ta không mở được cái này để nhận cái hồn trở về nó vân vân, thì đó, thì cái điều đó là đúng đó anh chị em. Anh chị em thấy có những trường hợp người ta gọi là cái gì trong dân gian chúng ta có cái từ hồn phi mà phách tán. Hồn ở đây can liên hệ với lại tạng can, can tàng hồn, phế tàng phách. Khi hồn nó phi đi và phách nó tán đi thì làm sao? Chúng ta thấy có ai đó gặp cái gì đó sợ ba cái chết được, gân cơ cứng lại luôn, đó là dấu hiệu của gì? Hồn phi. Mà hồn can tàng hồn, bây giờ cái hồn nó phi đi, can trụ gân cơ cứng nhắc luôn, tay chân cứ đứng như vậy, phách tán, phế trụ thở. Khi phát tán đi rồi, đứng cái chân đi thở luôn, đứng cứng ngắc chân đi thở. Chúng ta thấy một cái gì đẹp quá, một cái gì sợ hãi quá chẳng hạn, tự nhiên đứng cái chân luôn, nín thở luôn mà, phải không? Đó là dấu hiệu của hồn phi phát tán đó anh chị em. Thế thì ở đây chúng ta cũng thấy nó là như vậy. Đó là đặc tính thứ nhất. Đặc tính thứ hai, tất cả các huyệt của bên phương pháp bấm chỉ học thì đạo bao giờ cũng có tại chỗ. Cái thứ hai là theo kinh.
tin. Nó có thể giải quyết công việc tại chỗ. Ví dụ như giờ đây là cái việc thao thống à, khi chúng ta dây đây thì nó có tác dụng đối với cái đầu công bộ này tại chỗ. Còn nó theo kinh gì đó à, ví dụ như nó có thể xuất xuống được hết 12 đường kinh à, các đường kinh dương của cơ thể đều ở tại bá hộ, cho nên bá hộ được coi như là nơi hộ tụ của tất cả các dương khí trong cơ thể của người ta nằm đây đó. Và vì thế anh chị em thấy cái việc bá hộ ta còn dùng để làm gì? Ví dụ bây giờ bệnh nhân bị trĩ, bị thoát giang, bị sa tử cung, đây là cái dấu hiệu nội tạng bên trong nó bị xẹp xuống. Thì cái việc bá hộ trên này vì nó là nơi tập trung của dương khí, nó sẽ làm gì? Nâng lên. Cho nên người ta bắt thuốc trên đầy đủ đỉnh đầu, hơ cây thuốc cứu vân vân để tăng cường dương khí, nâng cái khí đó lên thì nó sẽ hết cái hiện tượng trĩ này vân vân. Và đó anh chị em thấy trong trường hợp chữa trĩ, người ta lấy cây thuốc cứu đó, người ta hơ cái huyệt bá hộ, hoặc là anh chị em có thể sử dụng cái huyệt cao khấu này đó, nó cũng có tác dụng để nó kéo cái dương khí đi lên. Và khi cái dương khí nó kéo lên thì nó sẽ nâng cái phần mà bị xệ xuống. Rồi cái thứ hai nữa, dùng để giải huyệt toàn thân thay cho vị trí cao. Ở đây chúng ta sẽ xem khi chúng ta khóa vào cái huyệt cao khấu này, đè vào cái huyệt cao khấu này thì nó sẽ dẫn máu tới nơi nào mà chúng ta cần. Đây là cao khấu này, đè vào có nghĩa là khóa. Rồi sau đó chúng ta ấn cái huyệt nào, thấy không? Dây ấn huyệt thì nó sẽ dẫn máu tới huyệt đó, nguyên tắc à, dẫn máu đến huyệt đó. Đây là nguyên tắc quan trọng để cho anh chị em hiểu được tại sao chúng ta phá huyệt cao thống để mở những cái huyệt khác. Đây, chúng ta xem cái mạch máu ở trên vùng đỉnh đầu. Bây giờ khi dùng huyệt cao thống, chúng ta sẽ dẫn máu tới từng vùng một. Bây giờ mời chị lên đây, rồi tôi sẽ làm cho anh chị em thấy. Rồi mời chị lên đây. Rồi chị Mai mời chị lên đây. Đây, tôi lấy một cái giả sử bây giờ một bệnh nhân nào đó bị bệnh về mắt nhé. Thì chúng ta thấy có những cái huyệt ở mắt này, thấy không? Bây giờ nếu tôi muốn dẫn máu vào ở trong mắt thì tôi sẽ khóa cái huyệt cao thống này lại này. Khóa có nghĩa là gì? Đè vào cái huyệt cao thống nha. Rồi chúng ta sẽ dùng ngón tay của chúng ta dây cái huyệt nào cần. Ví dụ như tôi dây ở đây, nó sẽ dẫn máu vào đây, ra đây dẫn máu đây, dẫn máu vào mắt. Dạ, xem nắm được cái ý của chỗ đó ha. Lát nữa chúng ta sẽ học tới cái này, không chỉ là về cái huyệt dẫn khí vào mắt đâu, mà ở đây là cái đầu, thì đây là cái vai, đây là cái khuỷu tay, đây là cái vùng ngón tay. À, sau này chúng ta sẽ học tới cái huyệt đó, tôi sẽ nói thôi. Nhưng ở đây chúng ta có hai cái khóa. Cái khóa thứ nhất là chúng ta dùng cái lòng bàn tay chúng ta đặt vào đây. Đây là cái khóa thứ nhất và cũng là cái khóa thường dùng nhất. Vì nó làm sao? Đó, không trúng thằng này nó cũng trúng thằng kia. À, chị em hiểu rõ hiểu này không? Tôi để vào đây thì nó không trúng thằng bá hộ này, thì nó cái này cao thống thì nó không trúng thằng bá hộ. Đó. Thì nó có cái lợi ở chỗ này thì kệ, dù muốn hay không chúng ta đang cần dẫn cái phần dương nó dẫn máu đi đó, thì nó sẽ dẫn tới. Thế bây giờ giả sử nha, khi tôi khóa như thế này là tôi dây đây đó. Chẳng hạn bây giờ một bệnh nhân này bị mắt mờ đó, thì có nghĩa là máu nó không đưa vào mắt được đúng không? Giờ tôi khóa đây và tôi dây cái huyệt này. Ví dụ bây giờ thiếu máu thì chúng ta cần phải làm gì nè? Bổ, phải không? Bổ thì chúng ta cần dùng con số mấy nào? Con số 9. Nhưng bây giờ tôi muốn bổ cái phần gì? Phần huyết. Thì tôi sẽ làm mấy lần?
à, hai này hai ạ ha. Rồi giờ tôi khóa này ha, cái dây này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9 Rồi bây giờ chị cho người ta biết rồi sao nào? Mặt nặng, lúc đầu nó nặng, nó sáng lên, lên như là cái kiểu mà nó bơm máu vào nó nặng, từ từ nó sáng ra. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là cao thủ hơn đó, gọi là cao thủ hơn, có nghĩa là những người mà giỏi hơn một chút xíu nữa, chúng ta sẽ dùng này, một ngón tay, nha, một ngón tay. Mà bây giờ chúng ta thấy ngón tay của chúng ta, ngón này là gì nào? Đường kinh gì nào? Đường kinh phế. Bây giờ nếu tôi để vào đây một ngón tay thôi thì là gì? Khí, đúng không? Ngón tay dưới này là gì anh chị em? Tâm là huyết. Nếu tôi để như thế này thì là chuyện thật. Anh chị em nắm được cái này ha. Bây giờ anh chị em sẽ xem, bây giờ tôi chỉ một ngón thôi nè. Và bây giờ tôi chỉ cần một ngón, từng ngón một nha. Bây giờ ngón đầu tiên nè, tôi dùng ngón, ngón cái, tôi thử dây nè. Rồi, chị sẽ thấy như thế nào. Mặt nó có muốn dịch ở trong. Nhưng bây giờ tôi đổi tay nè, tôi đẩy ngón này nè, mà tôi bấm thì chị sẽ cảm thấy như cái nước nó chảy vào mặt. À, nó như nước nó chảy vào mắt. Bởi vì đây là gì? Đây là huyết. Cái này tôi để đây là có khí. Chị em thấy cái này chỉ dành cho những gọi là cao thủ. Cao thủ là những người người ta biết, người ta biết cái năng lượng của mình á, là khí huyết từ ngón tay một khác. Còn nếu chị em mới ban đầu mới tập á, mình không làm được như vậy thôi, chắc ăn chơi luôn. Thấy không? Tại chúng ta biết được rằng khi người ta đánh trưởng thì làm sao chị em? Người ta này, đó, đây này, cái luồng này nó ra này, cái trưởng á, trưởng nó phải là cái năng lượng, khí lực của mình nó từ cái vòng tay là cái huyệt lao cung này. Cho nên khi người người ta tập ngồi thiền, người ta làm chắc, lao cung xoay, lao cung xoay, lao cung xoay. Nó xoay tít đây này, nó thoát ra. Đó, thế thì khi chúng ta ôm lên như thế này thì cái năng lượng đây nó sẽ chuyển xoay hết chứ ở cái miệng này, và nó dẫn vào trong mắt của chúng ta. Đó, anh chị em nắm được cái cách thức để chúng ta làm như vậy ha. Rồi bây giờ, hoặc bây giờ nó còn một cái nữa là như thế này, là lát nữa chúng ta sẽ học tới cái huyệt trí cao, là cái huyệt mà gọi là tạm hoặc là đánh đường. Cái huyệt đánh đường đó, bây giờ có những người mà chúng ta để tay vào cái huyệt đánh đường này một cái thì, tại vì nó liên hệ đến rất nhiều cái máu và cái tim. Cho đó mà nhiều người mình để tay mà mình khóa cái huyệt này đó, ví dụ như bây giờ những cái người ta tim người ta đang đập tim này kia chẳng hạn, chúng ta để tay chúng ta khóa cái huyệt này và đồng thời chúng ta khóa luôn cả cái bá hộp này lại, thì chúng ta thấy gì? Bệnh nhân cái tim nó đang đập nhanh này. Anh chị em biết có những bệnh nhân mà anh chị em thấy nhìn thấy cái áo ngoài chúng ta nhìn thấy rõ và trong y học hiện đại người ta gọi chúng tiến ngựa phi, giống họ đập nhanh lắm, mà đập nhanh như vậy thì mình lắm ta. Chúng ta chỉ cần khóa cái này một cái như thế này, khóa cái vị trí cao đồng thời cái việc cao thống lại à, một chút anh chị em sẽ thấy bắt đầu nhìn thấy cái bắt đầu cái tim họ bắt đầu chậm lại, nó không đập ra ngoài được nữa, vân vân. Và tất cả những trường hợp đó rồi. Cảm ơn chị, sau này học tới vị trí tao tôi sẽ nói rõ hơn một chút xíu nữa. Rồi, bây giờ chúng ta bước qua một cái phần thứ hai. Đây, cái huyệt cao thống khi chúng ta khóa và chúng ta bấm bất cứ huyệt nào, anh chị em nhớ người ta bấm bất cứ huyệt nào, nó sẽ dẫn máu mạch đến cái huyệt đó. Đó, đây, rồi. Kế tiếp nữa là chúng ta sẽ có như thế này. Bây giờ mời chị lên đây chút xíu đi. Tí nữa chúng ta sẽ học thêm những cái huyệt ở trong cái mắt này. Những cái huyệt ở mắt này nè. À, khi chúng ta khóa cái huyệt cao thống mà chúng ta bấm nhẹ nè. Tại ví dụ trong khóa huyệt cao thống này ta bấm nhẹ nè.
À, tôi bấm chậm để cho anh chị em nhìn rõ nha. Thì nó sẽ bơm máu vào mắt, nó làm cho bệnh nhân sẽ dễ ngủ. Nhưng bây giờ giả sử anh chị em ngồi mà anh chị em hôn là anh chị em tới học bài, mà vì tối qua vì lý do nào đó phải thức khuya để ông thầy ông giảng hay quá, mình cứ lật hà lật đường mới là muốn ngủ đó. Tự mình làm lấy được mạch, khóa được trong không, bóp mạch cho tôi cái này, bóp mạch ra cái này lập tức tỉnh ngủ lên đó, khóa này lại bóp thật mạch lên. Còn vừa rồi chúng ta bóp nhẹ, bóp nhẹ thì nó làm cho ríu cái mắt lại, nó muốn ngủ. Nhưng mà nếu mà bóp mạnh á thì lại là không cần muốn ngủ nữa, tỉnh táo liền đó. Rồi cảm ơn chị. Đấy, như vậy chị em thấy cái huyệt đạo thống này nó dùng rất là lâu chứ không phải là không đâu nha. Rồi sau này tới các huyệt nào cần nối nữa thì tôi sẽ nối cho chị em luôn ha, để chị em biết qua cái huyệt đạo thống chút xíu như vậy. Rồi đây, giờ chúng ta có cái tác dụng đầu tiên của nó là khai thiếu định thần, rồi đau giữa điểm đầu như thế này ha. Rồi nếu khóa cao thấu kết hợp với các huyệt khác thì nó sẽ dẫn máu tới từ các huyệt đó cái rất mạnh. Đó là cái tác dụng của huyệt cao thấu, anh chị em chỉ cần nhìn ở đây thôi. À, tôi đã tóm gọn đó, mỗi một huyệt tôi có cái tóm gọn như vậy, anh chị em nhìn là anh chị em biết ngay được cái tác dụng của nó, phải không? Rồi bây giờ chúng ta bước qua huyệt thứ hai, trung nhĩ. Tôi không biết cái cách đặt tên của bạn như thế nào. Rồi thì trung là giữa, nhĩ là tai. Thì nếu như vậy thì chúng ta tưởng tượng cái huyệt nó phải ở trong lỗ tai chứ, phải không? Phải không? Nếu đúng thông tin ở đây thì bà lại không như vậy. Thì trung nhĩ lại là cái huyệt ở trên đỉnh của tai này, kéo lên. Chúng ta lấy thẳng đỉnh của tai, khi chúng ta gấp cái lành tai lại, chúng ta cái điểm cao nhất trong châm cứu, người ta gọi đây là nhĩ tiêu, tiêu cái đầu nhọn nhọn của ta gấp lại, à, đây là nhĩ tiêu. Từ đây chúng ta lần cái đường đi theo lên đây này, chúng ta cứ việc đi tìm cho đến khi chúng ta tìm thấy cái chỗ lõm, từ thẳng cái đỉnh tai giờ thấy cái đỉnh lõm và lên đặt đó là việc trung nhĩ. Thì tôi nghĩ nếu mà đặt đúng tên tiếng Hán thì không có thể phải là thượng nhưng phải trung, trung là ở trong mà chị nên là thượng mà à. Rồi bây giờ mà chị này mà để tìm ra bốn huyệt có tác dụng đi vào trong tai à, mà chị này à, không, không, không. Bây giờ mời cái bác ít tắc mời bác lên này bạn lịch tìm ra bốn huyệt cùng một lúc, bốn huyệt này luôn luôn kết nối với nhau. Giờ anh chị em sẽ xem đây, đây là cái đỉnh tai, chúng ta gờ lên đây, đây bác này rất rõ đây này, khi chúng ta gờ đây thì chúng ta thấy ngay cái chỗ lõm, đây ngón tay lên lõm này này, anh chị em có thể gờ thấy cái người bên cạnh của mình, và đây chính là huyệt trung nhĩ. Rồi bây giờ chúng ta đi theo con đường này, vẫn đi theo con đường này xuống tới đây, chúng ta thấy có chỗ lõm nữa. À, từ cái ngang đỉnh tai chéo qua, đây là huyệt mạch nhĩ. Rồi xuống tí nữa, chúng ta có thêm chỗ lõm nữa ở ngang giữa cái đỉnh tai, đây là huyệt mạch á. Xuống tí nữa, xuống chót dưới này, à, ngay ở cuối của cái xương trũng này, à, để bà lịch đặt tên là huyệt khôn ngu. Tôi cũng biết lý do tại sao họ đặt tên như vậy. Nhưng mà bây giờ anh chị em sẽ xem trên lâm sàng phía trước đó, thì chúng ta có thể làm cách này. Đây, chúng ta dây. Bởi vì bốn huyệt này tuy là vị trí khác nhau nhưng đều chung một tác dụng là tác động vào trong tai, dùng để chữa cái gì? Tù tai, điếc tai hay không rõ, bệnh rối loạn trong tai. Thì chúng ta có huyệt trung nhĩ, chúng ta có huyệt mạch nhĩ, chúng ta có huyệt mạch á và chúng ta có huyệt khôn ngu. À, đây bốn huyệt. Thế nhưng trên lâm sàng thực tế thì chúng ta làm cách này bao giờ cũng đi cùng với nhau một lúc. Đây, chúng ta lấy chuẩn này, lấy cái ngón tay áp út này để vào huyệt trung nhĩ, kế tiếp sẽ là mạch nhĩ, kế tiếp sẽ là mạch á, kế tiếp sẽ là khôn ngu.
khóa giao thống lại dây cùng một lúc bốn huyệt này, thì kinh khí và huyết đổ vào tâm tạc. Như vậy tên của bản lịch đặt trung nhĩ đây là gì? Là nói đến tác dụng chứ không phải nói đến vị trí. Nếu mà vị trí thì trung nhĩ phải là giữa lỗ tai. Còn cái này bà nói rằng khi mà tác động vào đây thì nó chạy vào trong lỗ tai. Như vậy chứ trung có nghĩa là vào trong. Đây là động từ, không phải là danh từ, không phải là tính từ. Thế thì ở đây là chúng ta, tôi nói lại anh chị em chỉ cần lấy ra đối với chuẩn này lên đây. Một, ngón tay áp út này. Kế tiếp chúng ta theo cái đường liền này. Tìm tay ta tìm chỗ lõm này, tìm chỗ lõm này, tìm chỗ lõm. Như vậy chúng ta có bốn huyệt. Cùng một lúc này, khóa cao thấu lại này. Dây bốn huyệt này cùng một lúc thì nó sẽ làm vừa kinh khí vừa huyết đổ vào trong tai. Mà kinh khí vào trong tai thông lỗ tai, huyết chạy vào trong tai nuôi dưỡng các tế bào thai trong vật trong tai. Thế thì biết rồi từ vân vân sẽ dễ hỏi thì chị em nắm được. Do đó bốn huyệt này luôn luôn đi với nhau ở trong vân vân. Bốn huyệt này tuy rằng ở bốn vị trí khác nhau nhưng luôn luôn đi chung với nhau. Đây đó là huyệt trung nhĩ thẳng đi lên. Nhưng anh chị em xem đó, đây cái máu đi vào tay luôn rồi. Đây thức để tay của chúng ta bốn máu đi vào cùng một lúc được. Chúng ta sẽ bốn huyệt có bốn ngón sẽ đi vào cùng một lúc. Như vậy anh chị em sẽ thấy rất hay. Và vấn đề là ở chỗ này nó vừa chữa cả sụt mi mắt của nó là các bệnh ai tôi hiểu trung nghĩ này rất hay. Bây giờ đến đây thì chúng ta mới thấy vấn đề cái hay của bà Lịch là không biết lý do tại sao mà bà nói là rằng trung nghĩ chạy vào trong lỗ tai. Thế thì về y học hiện đại chúng ta sẽ thấy cái vùng này, y học hiện đại người ta gọi là vùng Rocavecvic. Rocavecvic là hai tác giả, hai ông bác sĩ đã tìm ra sự liên hệ của một cái vùng của não có liên hệ đến âm thanh và tiếng nói. Âm thanh lẫn tiếng nói cơ. Âm thanh là gì? Tai nghe được tiếng nói là người đó nói được. Như vậy cái vùng Rocavecvic này là cái vùng để tỉnh cái phần não ở bên trong á. Có một số người nào đó vì lý do nào đó người ta không nói được do rối loạn của não. Thế thì cái vùng Rocavecvic này nó tác dụng rất hay. Anh chị em biết đối với y học hiện đại đó, người ta chia cái não chúng ta làm nhiều vùng khác nhau. Nhưng trong đó miền mà chúng ta có thể tạm gọi là vùng, và chúng ta chia não chúng ta làm ba mươi mấy vùng. Thì mỗi một vùng như vậy thì nó sẽ có hai vùng cảm giác và vùng tâm linh. Vùng cảm giác là gì? Tôi lấy thí dụ bây giờ nhiều trường hợp đó, người ta nhìn thấy đây là chữ A. Có nhiều người sau bị chấn thương não á, người ta nhìn thấy người ta rõ ràng chữ này là chữ A mà bảo người ta nói chữ A ta nói được. Người ta bị tổn thương miền tâm linh, cảm giác vẫn có nhưng tổn thương miền tâm linh thì không nói được, không phát lên được cái đó. Cái này để mai mốt anh chị em nắm được cái chuyện này đó, anh chị em sẽ đi chữa cho những người người ta bị những cái chấn thương của nó. Nghĩa là người đó miền cảm giác người đó vẫn còn, nhưng mà chỉ có cái miền tâm linh của người đó nó không hoạt động, cho nên người ta vẫn nhận thấy. Hoặc là có những người ta nhận thấy đó rằng tôi biết anh là ai, hỏi tôi tên gì không biết, nhưng mà tôi biết anh, tôi quen anh lắm. Tôi hỏi vậy tôi tên gì, hình như cái này tôi gặp rồi, tôi biết mà, tôi nhìn mặt tôi nhớ. Bây giờ bảo tôi tên không biết, họ bị tổn thương cái vùng tâm linh. Thế thì khi anh chị em hiểu điều này rồi thì anh chị em chữa đó nó chỉ nhích nhau có một chút xíu nữa thôi đó, thì chúng ta có thể tính ra được cái này. Và bây giờ ví dụ bây giờ chúng ta bơm máu vào những cái vùng này thì cái vùng cảm giác là cái gì? Là cái vùng mà có thể là nó thiếu máu.
máu nó không tới nó nuôi dưỡng được thì chúng ta sẽ không còn cảm giác. Khí nó không dẫn tới được, nó không hoạt động thì cái miền tâm linh không hoạt động. Thế thì bây giờ có những người ta nói rõ ràng là tôi từng cảm thấy như vậy, không nói được, có nghĩa là chúng ta phải bơm khí lên chứ không phải bơm máu lên. À, anh chị em sẽ nắm được cái chuyện này ha. Ở đây chúng ta sẽ có những cái vùng protonic. Biết như vậy, mai mốt khi học tới cái bệnh lý về bệnh tai, tôi sẽ chỉ cho anh chị em thấy không chỉ protonic mà còn có những cái huyệt như là vùng thính lực, vùng thị giác vân vân của bên đầu chân đằng sau này nữa cơ. Chúng ta kết hợp vô cùng sẽ còn mang lại hiệu quả cao hơn. À, nhưng mà ở đây tôi chỉ muốn nói với anh chị em điều này. Tôi không biết bà Lực bằng cách nào mà đã tìm ra được cái sự này. Không phải tự nhiên bà ấy. Có nghĩa là bà có cái kinh nghiệm gì đó, bà dây 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 về đây, bà thấy tụi mình cái tai nó rõ. Rồi bà dây dây ở chỗ này, bà thấy tụi mình cái tai người đó nó bớt những cái bệnh về tai lên đây. Thì bà mới nói rằng bốn cái này nó liên hệ đến nhĩ. Ví dụ vậy, đó, bốn những cái nghiệp này nó liên hệ đến với cái nhĩ, với lại cái tai. Đó, nhất là cái trung nhĩ đi thẳng vào trong tai lên đây. Thế thì bây giờ mở giải phẫu học ra thì chúng ta tìm ra được, à thì ra nó là cái vùng như vậy, đây vùng bẹt ních và vùng rô ca của bệnh nhân hiện đại. Thế thì anh chị em thấy, ví dụ bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề đây, cái vùng bẹt ních đây, vùng rô ca đây, thì chúng ta thấy cái huyệt của bà cũng đi theo cái đường vòng này. Đó. À, nó có hai chỗ đó. À, rồi giờ chúng ta học sơ qua mấy huyệt rồi chúng ta sẽ thực tập. Rồi, đến cái huyệt mạch á, thì chúng ta thấy đây, từ trên trung nhĩ chúng ta đi xuống tới mạch nhĩ, tới mạch á, rồi tới ô mu vân vân. Bốn cái huyệt đó chúng ta sẽ thấy nó cùng một lúc chúng ta làm tay. Do đó anh chị em nắm được cho tôi cách để chúng ta làm bốn huyệt này. Đó. Trung nhĩ, rồi chúng ta có mạch á, mạch nhĩ, ô mu. Bốn huyệt này cùng một lúc, luôn luôn sử dụng chung với nhau như vậy. Đó. Đây, chúng ta thấy đó, cùng cách thức của chúng ta để tay đều là bốn huyệt ta cùng một cái. Riêng cái huyệt khô ngu, cái huyệt khô ngu này nó nằm ở dưới của cái xương trũng của chúng ta đây. Đây chúng ta rồi, chúng ta thấy cái xương trũng này đây. Thì tôi không biết là bà Lục dụng tới cái gì không biết. Anh chị em có để ý nhìn này, nơi những bệnh nhân mà bị điếc thì ngày xưa đó người ta không có được những cái máy để thở, thì người ta lấy cái gì anh chị em? Ta lấy cái búa đó, người ta gõ đây, gõ vào chỗ xương trũng này, và người ta nói là âm thanh nó có thể dẫn truyền qua xương. Khi người ta gõ ở đây, em bé nó không nghe được không, tự nhiên khi người ta gõ ở đây, người ta chú ý tới mắt của nó. Ví dụ gõ ở đây tự nhiên nó nghe thấy âm thanh đó và mắt nó thích thức. À, thì người ta hiểu là ngày xưa người ta đã có những trường hợp có những người biết đấy anh chị em. Một trong số những cái người đó là ai anh chị em biết không? Thiên tài Môn Gia. Ông ta nghe một cái xương tai này nè, ông ta biết, nhưng mà ông ta bảo ông rất giỏi máy đàn, xong ông ta ghé cái tai vào trong cái chỗ nào đó ông ta nghe, ông ta biết được cái bài nhạc. Thế là ông ta nghe bằng gì? Nghe bằng xương. Và ở đây chúng ta thấy cái xương trúng của bên nhạc hiện đại đó, nó cấu trúc bởi cái gì? Toàn là sốt sốt như tổ ong đó. Nó lộ giống như tổ ong, cho nên nó có thể nó truyền được cái âm thanh mà. À, đó là cái huyệt khô ngu, là lịch rất khôn rồi đó. Và tìm ra cái chỗ tức của cái xương trúng là cái nơi mà nó rỗng, ở trong cái cấu trúc nó giống như cái tổ ong sốt. Cho nên âm thanh nó đi qua đó, và nếu mình tác động lên âm thanh nó lọt vào trong tai, người ta kích thích cái tai, người ta nghe là dần dần là được. Đó. Thì cái huyệt khô ngu là một trong số những cái huyệt đó. Nhưng đặc biệt cái huyệt khô ngu này còn có một cái tác dụng rất đặc biệt, đó là nó chữa được cái chứng bệnh mà nhiều người rất sợ, đó là cái gì? Di chứng tai biến mạch máu não. Cái di chứng tai biến mạch máu não nó để lại những cái di chứng liền nửa người không nói chi, nhưng có hai cái di chứng trầm trọng nhất, đó là cái gì? Khóc và cười. Khóc vô cớ, những người bị tai biến một thời gian sau cứ ngồi lúc nào khóc. Hỏi sao khóc? Không biết trả lời sao mà lúc nào khóc. Ai vào cứ khóc chu khóc chéo lên. Ôi, đứa này đứa kia. Con cái nó khổ sở lắm, tại vì sao? Tại vì nó, bà, người ta cứ có thể nghĩ rằng, nó nghĩ rằng
người ta sẽ nghĩ rằng nó không chăm sóc mẹ nó, cho nên mẹ nó tủi thân mà mẹ nó khóc. Nhưng thật sự không phải, không phải là tủi thân mà họ cứ vậy họ khóc. Rồi có những người thì không hề khóc mà cứ vậy mà cười. Đó là cái di chứng rất đặc biệt. Hai cái di chứng này đặc biệt là cười vô cớ, khóc vô cớ. Mà anh chị em biết, chúng ta đi thì cái này người ta cũng không có giải quyết gì mình hết. Người ta sau thì người ta chữa mình hết cái tai biến rồi về nhà rồi anh tập anh đi rồi này kia vân vân, anh có hết năm cần. Nhưng cái hay của bà Lưu là bấm những cái việc này. Mày cười tao bấm mày hết cười, mày khóc tao bấm mày hết khóc. Đây là cái hay của các bà Lưu ta. Đây do đó đây bệnh cười không tự chủ do di chứng tai biến của bạn. Đó cái việc khô mu này, khi chúng ta lấy được cái việc khô mu này rồi thì bệnh nhân khóc, chúng ta có thể làm cho bệnh nhân hết khóc, bệnh nhân cười, chúng ta sẽ làm cho bệnh nhân hết cười. Là chúng ta có việc khô mu nó nằm đây, nó ở cuối, đây là cái chỗ cái lõm, đây là cái đỉnh của xương chuẩn này. Anh chị em rồi em thấy có cái cục nhô lên, đó là cái đỉnh của cái xương chuẩn, thả nó xuống cái chỗ lõm bên dưới của cái đỉnh của xương chuẩn này, đó chính là cái khô mu. Hả, anh chàng năm ha. Tôi không biết làm sao thì không biết là tại sao mà đặt tên là khô ngu. Mà ngu khôn ngu lắm không ạ? Rồi cười không tự chủ, nhưng mà cái việc này chúng ta phải bấm đây, phối hợp bấm cùng lúc với các huyệt ở bên trên. Đây chữ cười. Rồi anh chị em chỉ cần khóa cho tôi ngũ bội một tay và chúng ta bấm cái việc này. Rồi bây giờ chị lên đây để tôi đi, ai lên đây được tôi sẽ chỉ cho anh chị em cái cách để mà chúng ta đặt. Anh chị em sẽ xem đó, chúng ta sẽ dùng ngũ bộ tay một nha. Đây là như thế này đây. Đây tôi làm bên này cho anh chị em nhìn thấy rõ ha. Khóa ngũ bộ một tay, để tay vào huyệt khung ngũ. Muốn tìm huyệt khung ngũ chúng ta đây hơi nghiêng cái đầu. Rồi đây chúng ta thấy cái đây là cục xương to, rồi thấy cục ha, thả nó xuống chút xíu để chỗ lõm ngay dưới của cái xương chuẩn. Này chúng ta khóa ngũ bội lại, khóa ngũ bội tay lại rồi để ở đây bóp mạnh vào chúng ta dạy. Có những bệnh nhân làm xong đấy, có những người bệnh nhân phải 2-3 ngày sau. Anh chị em thấy chúng ta khóa quận một để khóa cái phần khí chạy lên, rồi sau đó chúng ta dây tả cái huyệt này nha. Dây tả thế thì dây tả thì anh chị em biết làm gì đâu vào. Thứ nhất là đè mạnh, cái thứ hai là chân ngược chung cái đồng hồ vào, cái thứ ba là dây theo con số mấy, số sáu mới là tả. Rồi bây giờ tả cái gì, tả cái phần nào, phần đây. Khí nó tác động quá nên nó mới dẫn tới máu đi vào đây, mà nó dẫn đến cười. Thế thì chúng ta sẽ tả rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 lần 6 như vậy nha, vừa đè mạnh vào vừa dày. Nhớ phải khóa cái ngũ bội một này lại. Rồi cảm ơn chị. Đây Hoàng, bây giờ Hoàng bây giờ chị vào đây. Đây chị. Bây giờ tôi muốn thử cho chị này thấy để xem qua. Khi nó bấm như vậy thì nó có dẫn vào trong cái tiếng cười, nó phải phát xuất từ âm thanh đây phải không? Cái này nè, cười chúng ta thấy cười nó nhiều dạng, nó cười thì hát không cười phải không? Đó bây giờ tôi sẽ khóa nè, rồi tôi dây cái huyệt này để cho thử xem con có chạy vào trong cái lưới của chị này như thế nào phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn mạnh vào nè. Không, có nghĩa là chị sẽ cảm thấy nó chạy vào trong như nào. Bây giờ nó chạy vào ở chỗ nào? Vào chỗ nào? Thanh quản. Và từ thanh quản nó bắt ra được những cái tiếng nói, tiếng cười rồi đó. Nên chị em thấy bây giờ một điều rất đặc biệt mà tôi cho đến giờ phút này tôi cũng chưa hiểu được tại sao bà lịch tiền ra. Nhưng mà thôi thì chúng ta cũng tiếp nhận tất cả những cái công trình nghiên cứu của bà và á của bà rất là độc đáo, phải không? Và phải nói rằng một trong số những cái độc đáo đó là hai huyệt. Tí nữa chúng ta sẽ học tới một huyệt cổ nữa là huyệt Chu Thế. Huyệt Chu Thế thì chuyên môn đó là anh khóc. Còn anh này thì giải quyết anh cười.
Thì đây là cái mà chúng ta thấy vui lắm, là tại vì khi chúng ta tới chúng ta chữa cho những cái gia đình nào có những vị lớn tuổi, bố mẹ mà tự nhiên cứ cười có bố ha há suốt, con cái nó cũng bực mình lắm anh chị em, ai vô mà cũng cười, ủa hỏi cái gì cứ vậy cười. Đó, thì nhiều khi người ta cho rằng bà này là điên hay là làm mát vân vân, rồi con cái nó cũng cảm thấy buồn đi ra ngoài này con này má của con thì là mát rồi sao làm sao tao hỏi gì bà cứ cười suốt đó, mày lo cho má mày đi bác sĩ chữa đi vân vân. Thì đi khi tới bác sĩ lại bảo là thần kinh đó, rồi lại cho uống thuốc an thần vậy thôi, chứ không giải quyết anh chị em thôi. Đó, đó rất hay ở trường hợp này, nhớ cái này về nha. Rồi bây giờ chúng ta đi thêm mấy cái việc nữa của cái vùng đầu này rồi chúng ta sẽ thực tập đúng không? Rồi chúng ta có thêm một cái việc cô thế, cô cũng không biết đặt tên, không biết quả đặt tên thế nào, tại sao đặt tên cô thế, không biết như vậy. Thì cô thế là cái huyệt nó nằm ở tay trên, chúng ta rờ tay vào đầu chúng ta đây cái chỗ lõm nhất của cái xương hộp sọ này. Đây. Nếu mà một góc độ nào đó đó về ai mà học bên châm cứu đó thì chúng ta biết đây huyệt phong tổ. Thế thì cái huyệt này nó có tác dụng để chữa cái gì? Thứ nhất là nó chữa đau đầu dữ dội. Đau đầu, mà đau đầu dữ dội á, cũng như là đau. Bệnh nhân khai mà đau giữa đỉnh đầu và họ có cảm giác gì, có nhiều người khai với tôi thì hồi sáng nay em dậy cái đầu ấy nó nặng như búa bổ, như có mình đang đụng cái gì trên đầu nó nặng, nó đau ế ẩm cái đầu này. Đó, những trường hợp đó anh chị em chỉ cần cho tôi cái huyệt khô thế này à, chúng ta có thể tự mình làm lấy được mà, để ta khóa cái cao thống lại bóng này phê nữa rất là mỏng à, đẩy nó lên trên này thì khóa cao thống, ở dưới này thì dây cô thế đi lên. Rồi cái thứ hai nữa là đau đầu về buổi sáng sớm thì đông y người ta gọi bệnh đau đầu buổi sáng sớm, buổi sáng đau đầu. Chúng ta thấy đây là một cái, đây là một cái à. Và nếu cái mặt trời nó mọc và người ta chỉ nhìn thấy mặt trời qua cái cây này đấy, khi chúng ta nhìn cái cây cây chúng ta thấy mặt trời nó mọc lên thì đây người ta gọi là hướng đông, hướng mặt trời mọc. Khi chúng ta nhìn thấy cái cây đấy à, thì vì vậy mà đông y người ta gọi là đau đầu đông hay là đau đầu sáng sớm, không? Buổi sáng sớm, cứ sáng sớm do dậy thì nó đau, đau khủng khiếp lắm. Nhưng mà rồi dần dần nắng lên thì lại hết đau. Có những người ta bị đau một cách đặc biệt như vậy thì anh chị em hiểu đây là do đột kinh can. Quan niệm của đông y ở đây là đột kinh can. Đây, chúng ta sẽ xem, đây là cái đầu thái cực, đây là thiếu dương, là dương ít nhất, phải không? Đây là phần dương, bên này mặt này là dương, mặt này là âm, đây là thiếu dương, bên này là thái dương, bên này là thiếu âm, và bên này là thái âm, đây là phần âm nhất, đây. Ít nhất, mà phần dương ít nhất, theo đầu thái cực, đây là can, đây là tâm, đây là phế, đây là thận. Như vậy bệnh nhân đau nửa đầu dính dáng đến với đường kinh can, mà đường kinh theo bản lịch đó là ngũ bộ mấy chị em? Ngũ bộ bốn. Rồi bây giờ anh chị em sẽ xem, mời chị lên đây, chúng ta sẽ giải quyết bệnh nhân đau nửa đầu một cách tùy cục đó, nghĩa là cứ đau đầu hoài vào cái buổi sáng mà đi hoài các bác sĩ không thể tìm ra, từ khi nó cứ sáng sớm nó mới phát nó đau đâu. Bây giờ chúng ta sẽ xem, bây giờ giả sử bệnh nhân khai có sáng dậy cái nửa đầu này nó đau dữ dội lắm, kể cả đỉnh đầu này nó cũng đau lắm, ví dụ vậy. Thế thì bây giờ nó liên hệ đến ngũ bộ mấy nào?
đó, thiếu dương bộ chúng ta sẽ lấy tay khóa ngũ bộ ổ lại. Đã, khi chúng ta đặt tay mà chúng ta đè chặt vào như vậy thì đây là khóa nha. Rồi chúng ta sẽ bấm huyệt cụ thể. Đó, không có chỉ cần huyệt đi. Rồi, đây chúng ta khóa ngũ bộ ổ. Bởi vì khóa để dẫn vào đâu? Dẫn vào đường kinh can và đường nhang nó sẽ chạy đây. Rồi chúng ta lấy tay đè vào cái huyệt cụ thể này. Đây là. Thì nó sẽ vừa dẫn máu lên, vừa dẫn tinh khí lên, đồng thời nó lên đâu, nó lên theo ngũ bộ bốn, và nó sẽ giải quyết tiếp phần đang bị bệnh này. Và biết chúng tôi khóa rồi, khóa là gì? Là dẫn đường, nó chưa nắm được cái gì. Khóa có nghĩa là dẫn đường, nó bắt mày phải đi vào cái đường kinh bốn này, và khi tôi bấm cái cơ thể này đó thì nó sẽ dẫn tới hiệu quả rất mạnh. Rồi bây giờ giả sử chị ngồi đây. Bây giờ tôi muốn dẫn cả máu vào đó nữa, mà nếu mà tay này tôi khóa này rồi mà tay này tôi làm á thì lấy đâu tôi làm nổi không? Xin thưa bên chị em này, để đây lấy hai cái đầu gối này đè chặt vào đây, có phải là khóa không? Tay trên này tôi làm việc được không? Quá tốt, đúng chưa? Cái này là cái khó thì nó bắt nó phải lỡ cái khôn này. Chứ còn bây giờ tôi vừa làm, tôi vừa thoá đây, tôi vừa ngay như này thì làm sao có làm hết được mọi chuyện, phải không? Đấy, bắt buộc cái khóa là gì? Khóa có nghĩa là tôi ép được nó phải đi theo cái đường kinh của mình đang cần thiết. Chị em nắm được cái chuyện này không? Và vì tôi khóa muốn một bố nên bắt buộc nó phải chạy qua cái vùng nửa đầu này. Thế thì bây giờ tôi dẫn máu lên như vậy thì có phải là nó không còn chỗ nào chạy được khác nữa, thì bắt buộc nó phải chạy qua nửa đầu rồi. Bây giờ chị sẽ thấy nửa đầu bên này làm sao? Đấy, anh chị em thấy cái chuyện đấy. Rồi, đợi mời chị về. Đấy, anh chị em thấy chúng ta phải chế ra nhiều chiêu. Ngoài ra, cái huyệt cơ thể này nó tương ứng với huyệt phong phủ của bên trong cứu. Và nó tương ứng với một cái huyệt nữa. Bác sĩ Shani. Bác sĩ Shani là cố vấn y khoa của Tổng thống Eisenhower của Mỹ. Mà anh chị em biết là một cố vấn y khoa của Tổng thống thì không phải chuyện thường đâu. Phải nói là phải rất giỏi, phải có uy tín cỡ nào đó mới được làm cố vấn với y khoa, mới được đi theo sát bên Tổng thống để mà lo sức khỏe Tổng thống lên. Thì sau khi mà Tổng thống Eisenhower nghỉ rồi, ông qua Trung Quốc học 10 năm về đông y. Ông phát hiện ra cái huyệt phong phủ này nó có một cái tác dụng rất đặc biệt, ông đặt tên cho nó là medulla oblongata. Medulla là nhớ, oblongata là quên, huyệt để nhớ và để quên. Chúng ta giải thích như thế này, trong võ thuật người ta dùng cái atomy là cái cách của cái bàn tay. Khi người ta chặt vào đây một cái thì làm sao? Ngất. À, ví dụ nó đang lừa đang đứng giữa thằng mạng này, tôi chặt một cái atomy ngang đây cái là tự nhiên mất xỉu, quên hết mọi sự, off lâu ra cả. Nhưng khi chúng ta để tay vào huyệt này và chúng ta bấm, máu nó bơm lên trên não thì nó sẽ làm gì cho chúng ta nhớ? Cho nên ông đặt tên rất hay. Thì tôi không biết cách đặt tên của ta như vậy đó, ta rất là thực tế mà. Thế thì ông ta khuyên cái gì? Mỗi buổi sáng sớm bạn dùng ngón tay cái của bạn để vào chỗ lõm này, đó là huyệt phong thủ hay là huyệt cô thế đó, cũng vậy thôi nha. Ấn mạnh vào đến 1, 2, 3, 4, 5, nhích tay ra đến 1, 2, 3, 4, 5, ấn vào làm 5 lần như vậy. Đến đây chúng ta mới thấy được để đặt. Bác sĩ Tây
là người Âu Châu, là người phụ người Mỹ, người Mỹ chồng cố vấn của tổng thống Sano mà lại đặt con số 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lần. Con số 5 là con số hình thành. Cho nên khi chúng ta làm 5 lần cái con số 5 này, nó lại là một cái thành quả đạt được hết. Anh chị em nhớ lại trong cái du ký cũng vậy. Khi mà Tề Thiên lên trên đại não cung đình thì Phật tổ Như Lai nó lấy cái bàn tay của mình đè Tôn Ngộ Không, và người ta gọi đó là gì? Là Ngũ Sơn, cái núi ngũ hành. Và một là 500 năm sau thì Tam Tạng đi ngang qua đó, mình gỡ cái lá bùa ra mới giải cứu cho Tôn Ngộ Không thoát khỏi ngũ hành sơn đẹp. Trước đó ông dùng mình có 72 phép ông hoàng không phá nổi, nhưng mà đến khi mà Tam Tạng gỡ cái lá bùa trên ra thì Tôn Ngộ Không nói gì? Thầy là có đi xa là chúng vậy, cũng không mình được cái là ngũ hành sơn tan nát hết. Ông ra khỏi vẫn là con số năm. Anh chị em thấy rõ ràng cái điều này không? Trong đông y, trong dịch học nó có những con số mà chúng ta nếu học về sinh tinh thấy nó rất hay. Nào là con số 9 vừa rồi chúng ta biết rồi, con số 6 vừa rồi chúng ta biết rồi, con số 5 nha, còn con số nữa, con số 7. Anh em thấy thỉnh thoảng thì mà anh chị em đọc cái cuốn Acupuncture và Acupuncture của bác sĩ sách này, ông ta nói gì? Bấm mỗi một huyệt bằng dây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuổi. Và bác sĩ sách này trả lời như thế này: con số 7 dây đủ kích thích để đưa lên não và đủ để từ não trở về. Ông ta giải thích hai cách. Cách là về thần kinh, thì bấm đến con số 7 là đủ rồi, bởi vì nó đủ 7 dây thì não đã nhận đủ kích thích và đã trả về cho mình biết cái kết quả đó rồi. Đó là cái thứ nhất. Quý thứ hai, anh chị em thấy có chuyện gì? Anh chị em thấy trong một tuần lễ chúng ta có mấy ngày anh chị em? 7 ngày. Người ta cúng người chết làm sao chị em? Cúng thất tuần, cúng 49 ngày là 7 ngày 7. Con số 7 mấy nghìn sao trên trời. Con số 7 rất đặc biệt. Và một cái nữa cho đến giờ phút này người ta vẫn còn đang bối rối, đó là cái kim tự tháp. Tất cả các kim tự tháp đều bố trí bằng cái hình 7 bạch, luôn luôn trong đó là bạch, và lọt vô đấy là không có lối ra. thì không biết là như thế nào cả. Thì những cái con số này nó có nhiều cái huyền bí lắm ha. Thôi thì chúng ta biết như vậy thì chúng ta chỉ cần nhớ theo sách này. Ấn cho tôi bây giờ cái sáng ngủ dậy, ấn cho tôi 1, 2, 3, 4, 5, đừng đi 1, 2, 3, 4, 5 rồi ấn tiếp 1, 2, 3, 4, 5, làm 5 lần như vậy. Sáng một lần trước ngủ dậy, tối một lần trước khi đi ngủ. Nó như thế này anh chị em, nó sẽ giúp cho chúng ta bớt được cái hay quên vớ vẩn. Đến cái tuổi nào đó khoảng chừng 50 tuổi thôi thì người ta đó bị một cái chứng người ta gọi là hay quên. Vừa mới nói con làm gì xong rồi không nhớ nữa rồi, nhớ những cái chuyện đời ơi đất hỡi từ ngày xưa thôi, giờ chuyện gì không nhớ. Bây giờ càng ngày có người ta càng bị những cái trí nhớ nó bị giảm đi. Thì giờ mỗi sáng chị em chịu khó dậy, ráng tập như vậy đi. Anh chị em thấy nhiều khi tôi đứng tôi giảng mấy tiếng đồng hồ thì chưa bao giờ tôi cần phải đọc cuốn sách, hoặc là tôi đọc trong cuốn sách của tôi nó nằm nó can nào, nó nằm trong cái bộ sách của tôi nó chỗ nào tôi có thể tôi nhớ được, mặc dù giờ sáu mấy tuổi. Anh chị em thấy mỗi ngày chúng ta chịu khó làm vậy, cái trí nhớ của chúng ta nó sẽ bớt, nó bớt. Nghĩa là vẫn theo năm tháng thì bắt buộc nó phải giảm, nhưng nếu chúng ta có những cái phương cách nào đó tập luyện như vậy chẳng hạn, trí nhớ của chúng ta nó sẽ đỡ hơn, mai mốt cũng sẽ đỡ phải lẫn hơn nha. Rồi đó là cái việc tu thế đó, anh chị em hay nắm được cái việc tu thế chúng ta không?
Rồi bây giờ cái tác dụng của huyệt cô thế chúng ta gom lại là gì? Thứ nhất là đau đầu do cả do mùa này, đau nửa đầu, do đau nửa đầu. Thứ hai nữa là bơm máu lên não. Rồi mời chị lên đây, tôi sẽ cho anh chị em biết cách bơm máu lên não của huyệt cô thế như thế nào. Vừa rồi thì chúng ta thấy bác sĩ Sạc Ni làm rất hay trong cái trường hợp này, là để ấn vào đây cũng có thể đưa máu lên não được chứ không? Tại sao người ta không quên là tại vì có máu đưa lên và bác sĩ Sạc Ni chỉ ấn vào thôi. Nhưng bây giờ anh chị em sẽ xem tự mình làm được này. Ngón tay trái để vào huyệt cô thế này, ngón tay phải để lên huyệt cao thống. Đó. Đây, chúng ta sẽ đẩy như thế này. Đè vào huyệt tao thống, đẩy huyệt cô thế lên. Đây, tay ngón tay, chúng ta cứ việc lần cho đến khi nào không lên được nữa đó, cái chỗ lõm nhất đó. Đó, đây, huyệt cô thế nha. Rồi, ngón tay giữa chúng ta, để nó làm máu này, chúng ta đè ngay giữa cái huyệt tao thống này, đẩy lên. Nó sẽ bơm máu lên đây. Và vì chúng ta đè vào huyệt cao thống rồi cho nên nó dẫn máu đi lên đây. Và huyệt cao thống lại có nhiệm vụ dẫn máu trở về chỗ này. Chúng ta thấy là tác động máu hai chiều. Chúng ta bơm lên trên thì nhận được. Nhưng mà tác dụng của cao thống là gì? Dẫn xuống nơi đang cần thiết. Mà dẫn xuống nơi cần thiết ở đây là gì? Đây là cái hành não của người ta. Cho nên trong châm cứu nó tuyệt đối không dám cho phép châm sâu. Rồi châm sâu các bệnh nhân xuống bóng đáp nhiều khi lên nửa người hoặc chết. Đó, đây là hành não của người ta rất nguy hiểm. Rồi như vậy anh chị em về chịu khó tối về làm lần, sáng ra làm một lần nha. Rồi mai mốt chúng ta nhớ được bài chúng ta dễ hơn. Và sau cùng cái tiếp nữa chúng ta có một việc gọi là sàng lâm. Sàng lâm là hai cái huyệt nằm ở hai bên cơ thể đùi giữa. Đây, hai huyệt nằm ở hai bên. Đây chúng ta có cái vừa rồi đó, chúng ta có cái huyệt ở giữa này là cơ thể này. Chúng ta xích xuống một chút xíu. Cái mà chúng ta để vô đây chính là C1. Ở cổ chúng ta có 7 cái đốt. Từ đây là C1 cho tới đại trì là có 7 đốt ha. Thì cái đốt đầu tiên này chúng ta gọi là C1. Bây giờ xích xuống một chút xíu thì ta gọi là C2. Xuống tí nữa là C3. Thì cái huyệt sàng lâm nó nằm ở ngay giữa cái C2 và C3, nhưng mà xích qua hai bên. Đó, nó nằm ở hai bên chỗ tiếp giáp này. Anh chị em xem đó. Chúng ta sẽ để tay ở hai bên. Rồi mời anh nào ít tóc ở đây. Đúng rồi. Đây, chúng ta lấy tay này, đẩy lên, đẩy hết lên được rồi. Đây là C1. Xuống tí nữa, một khớp C2, xuống cái nữa C3. Như vậy thì cái huyệt sàng lâm của chúng ta nó ở ngay sát hai bên này. Đó, bên này và bên này chúng ta lấy hai ngón tay chúng ta để vào cùng lúc. Nha. Rồi, bây giờ vì đây nó liên hệ đến đầu cho nên nó sẽ chữa đau đầu. Khóa cao thống lại dây như thế này thì nó sẽ dẫn máu lên trên đầu. Chúng ta nhớ là có những bệnh nhân bị thiểu năng tuần hoàn não, bệnh nhân bị bại não, rồi chậm trí nhớ, chậm phát triển não vân, thì chúng ta sẽ dùng hai huyệt này. Rồi, được không? Rồi, bây giờ chị lên đây cho người ta xem coi là khi mình đẩy như thế thì nó chạy lên trên đầu của mình như thế nào. Đây, bắt bệnh nhân hơi cúi xuống tí xíu nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái chỗ lõm này này. Rồi, bây giờ đây là C1, xuống đây C2, đây là C3 như vậy. Thì giữa C2 và C3 sẽ là hai huyệt sàng lâm. Sàng có nghĩa là bên cạnh, theo cách mà lịch lâm có nghĩa là rừng, giống như là chân tóc nhiều đó. Để vậy anh chị em dễ nhớ hơn. Rồi chúng ta phá thử cái cao thống như này lại ha. Chúng ta sẽ dây hai huyệt này lên cùng lúc này.
Rồi bây giờ chị sẽ thấy nó chạy lên như thế nào. À, rần hết trên bụng đầu. Rồi cảm ơn chị. Như vậy chúng ta dùng nó để chữa gì? Những người bị thiểu năng tuần hoàn não. Mà thiểu năng tuần hoàn não là gì? Những người mà máu nó không bơm lên não được. À, thiếu máu não vân vân. Máu bơm lên não không được làm cho anh quên chóng mặt, ù tai, hoa mắt vân vân. Đó, tất cả những trường hợp đó. Thế thứ hai là